Lại là mình đây với một series vô cùng quen thuộc của channel Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam, đó là phỏng vấn dạo. Muốn biết chủ đề ngày hôm nay của chương trình là gì thì ngay bây giờ hãy cùng mình theo dõi video này nhé. Có thể giới thiệu một chút về tên tuổi như là bạn đến từ đâu cho bọn mình biết được không nhỉ? Mình tên là Hằng ạ, và mình sinh năm 97, mình đến từ Quảng Ninh. Quảng Ninh quê tôi, mênh mông sóng biển Hạ Long. Bây giờ chị có một thử thách nhỏ dành cho các em nhé. Là chị sẽ cho em xem một bức ảnh của bạn và em sẽ xem là bạn ấy nhan sắc của bạn ấy được mấy điểm. Nếu như xem ảnh của bạn này, em đánh giá thang điểm nhan sắc của bạn ấy trên 10 thì em cho mấy nhận điểm nhỉ? Chắc tầm 7.5 ạ. Trên thang điểm 10, 9 điểm ạ? Vâng, có dễ dãi quá không chị? Không ạ. Em cho bạn này 8 điểm. 8 điểm, thế con em? Em cho 9 ạ. 8.5 ạ. 8.5, thế con em? 9. 9, thế con Hoa thì sao? Em cho 7 ạ. 7 ạ. Không hề vui ạ. Không hề vui ạ. Người ta nói ngày lòng buồn nhất là ngày chơi đố cân. Được ạ, 9 điểm chị ạ. Được của nó. Tại sao em lại cho bạn ấy số điểm cao như vậy? Em thích điểm nào trên khuôn mặt bạn ấy? Thưa chị là em thích nụ cười, mũi, về mắt, phần mí mắt, phần lông mày nữa, phần chán. Thế là hết. Thế là em thích hết rồi còn đâu? Có mắt hai mí. Mắt hai mí. Và cười tươi ạ. Nụ cười tươi là em thích đúng không? Em có nghĩ là bạn ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ không nhỉ? Không ạ, trông tự nhiên. Tự nhiên. Trông tự nhiên, tự nhiên. Nếu mà nhìn thì chắc là em nghĩ chỉ là sửa mũi hoặc là cằm thôi, chứ em không nghĩ là sửa những cái còn lại. Theo em thì trên mặt bọn này cái mũi. Cái mũi đúng không? Vâng. Thế còn Nhật thì sao? Em nghĩ là cả cằm nữa. Cả cằm nữa đúng và không? Má, bên má. Nếu với bạn này thì em sẽ chấm mấy điểm trên thang 10 nhỉ? Về nhan sắc cho bạn ấy. Nếu cái này thì chắc là khoảng tầm 5 ạ. Bạn này chắc chỉ được 3 điểm thôi. Bạn này chắc chỉ được 3 điểm thôi. Em cho 3. Em cho 3. Còn gì nữa đâu mà cộng với sầu. 3 điểm, chênh lệch nhau quá lớn đúng không? Tại sao chị hỏi Nhật một chút là tại sao em lại chỉ cho bạn ấy 3 điểm nhỉ? Tại vì khuôn mặt của bạn đã, ngay từ đầu đã bị lệch. Mắt bị mí. Mắt thì bên to bên nhỏ ấy ạ. Mũi bị to quá. Mặt bạn lệch về một bên. Cái bạn đầu tiên mà em xem ảnh em cho bạn ấy 9/10 và bạn này 5/10, hai bạn ấy là 1. Ồ, là 1 ạ. Em thấy là khá là khác nhau. Hai bạn ấy là 1. Em có bất ngờ không? Em cực kỳ bất ngờ. Bởi vì nhìn bạn ấy kiểu nhìn đẹp hơn hẳn và kiểu nụ cười của bạn cũng tự tin hơn hẳn ấy. Chàng trai với nụ cười tỏa nắng khiến màn đêm chẳng còn quanh vắng. Hai bạn ấy là 1. Ôi. À, thực sự là ngoạn mục ạ. Em thấy hai người này như kiểu một trời một vực với nhau luôn. Một người thì đen rồi kiểu các ngũ quan nó hơi lộn xộn một tí đấy. Còn một người thì sáng sủa hơn ấy ạ. Em không nghĩ rằng là nó lại là hai người là một. Sau khi mà xem xong cái bức ảnh trước và sau khi phẫu thuật của bạn ấy thì em có suy nghĩ gì? Em thấy như thế nào? Suy nghĩ của em thì em nghĩ là đây là một ca phẫu thuật thẩm mỹ thành công. Không phải thành công mà rất thành công. Vỗ tay, vỗ tay. Em nghĩ là sau khi phẫu thuật như này, cuộc đời của bạn ấy thay đổi rất là nhiều ấy. Em quan niệm như thế nào về cái việc mà nhiều người hiện nay mà người ta đang có cái sự kỳ thị cái việc phẫu thuật thẩm mỹ. Người ta nghĩ rằng là trời ơi, tại sao những cái nét đấy là cha sinh mẹ đẻ ra, tại sao phải đi can thiệp dao kéo để sửa nó đi. Em nghĩ như thế nào về quan điểm này? Em thấy kiểu em cũng không quá đâu, em cũng không đồng tình với những quan điểm như thế ạ. Bởi vì là họ sửa là vì họ muốn đẹp, không ai là không muốn đẹp cả ấy. Nên là đấy, họ có tiền, họ chịu được đau thì họ sẽ đi sửa như thế thôi. Vì họ muốn đẹp hơn thì đấy là quyền của họ. Cũng không ai phải được kiểu can thiệp vào những đấy của họ cả. Quá chuẩn luôn. Điều đấy có thể giúp mình tự tin hơn trong cuộc sống và đến cả việc công việc nữa. Bây giờ giữa một người tài giỏi với tài giỏi mà hơi xấu một tí ạ, với cả một người bình thường mà lại xinh hơn, thì người ta chắc chắn sẽ nhận người xinh hơn ấy ạ. Nét đẹp ai cũng cần có, ai cũng muốn.
em muốn lên là em thấy suy nghĩ khá là điều bình thường. Ngoài sáng giúp em tự tin trong giao tiếp, trong công việc và trong cuộc sống hơn ạ. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Trai thì mới có nhiều đứa yêu. Đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi.